Ok, mua lên em. Nay chưa thứ tư cũng rỗi rãi tí nên tìm cái game nào đó để chơi. Thì đây, có một con game là Tower Defense. Là dạng thất bại á. Thấp sàn á. Thì con game này thể loại là Tower Defense kết hợp với Roguelike, kết hợp với mà thẻ bài luôn. Thì giống khá khá mấy con game tôi chơi lần trước á, cũng thập cẩm thể loại như thế này. Game này ra mắt cũng đầu năm nay rồi. Tháng trước thì có một bản update, cho tới giờ chưa thấy thông tin gì thêm. Để được gọi cái bản update đó là cái gì, nó có quan trọng nhiều không? Chắc là chỉ fix và lỗi cơ bản thôi. Mà do thánh là update rất là nhiều, tháng 8 luôn. Vừa viết vừa thêm tính năng nhiều mới nữa. Rồi. Tôi đã tải về rồi đây. Giờ tranh thủ vô xem coi làm sao. Option. Để phui màn hình, tôi bật FPS lên coi nó chạy ổn định không. Tiếng hơi nhỏ nha. Có rất là nhiều ngôn ngữ này luôn. Option thì làm khá đơn giản, có là 3 lát, 4 lát. Là khi mình hoàn thành chế độ nó mới mở thêm 10 máu nhưng mà 50 phép, còn cái này 25 máu mà 15 phép. 50 tiền, cái tiền trên này là gì đó? À mình được chọn cái hai nhân vật cái gì á. Đây, sẽ test ai hero của mình đây. Bắt đầu thôi. Rồi cái FPS ổn định đây. Cái này là tầm đánh. Cái này là tốc độ đánh. Ok. Siêu rồi còn armor nữa hết ta. Cái này là giáp, còn cái này là dạng như phòng thủ vậy đó. Này máu, nói chung là ghép phép cái vật lý á, hiểu đơn giản như đây. Thể loại cạc, cái này là điểm tốn tài nguyên của mình, nó giống như là vàng thôi. Đây là level của cạc là 2 sao, cái sao này nên để nổi nổi lên tí chứ design như thế này nhìn hơi mờ. Đây là mô tả của cạc nè, cái mấy icon này nó gần nhau quá rồi. Rồi, ok. Đây là dạng như cái nghiên cứu của mình. Thì mình có thể nâng Hego hoặc là theo cái công kiểu mà bui đường xây dựng cũng được. Một quay thì xong. Còn cái này nâng lên hiệu ứng là mua cạc sẽ rẻ hơn 10%. Hiệu ứng là nhìn thấy địch đi vô. Trước mắt thì tiền đi. Rồi ok. Đấy. Cái fan là sao mới rộng là. Từ 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 từ. Từ. Bao đâu bao đâu. Quay thì đã thành công. Hiệu ứng kẹt vui mừng nhập năng luôn. Thêm một cái cạc vào cái lò rèn. Cái này thì phải chơi nhiều mới biết, còn hiện tại thì chưa rành đâu. Đưa một cái cạc mình xuống mộ. Này ấn đi sao? À mình chỉ được một trong hai cái thôi. Nâng Hego đó. Mình có thể là update. Cái này là mình chọn vô cái mục tiêu để mình đánh. First, đánh những con đầu tiên. Tiền mình đâu ta? Đây đây đây. Cộng 20 vàng mới quay. Tầm đánh nó rộng như thế này thì đặt đây đây, những cái tháp canh này chưa có sao nào luôn. Bảo sấm sét cái này tốn 20 phép, cái phép này phải tiết kiệm nha. Đá bài lời nguyền không thể chơi được, tức là nó chiếm một tốt trong cái bộ bài của mình đó.
Game này đúng là có vấn đề design thiệt. Khi mình nịt fan là quái nó mới ra, còn không thôi là quái nó chưa ra đâu. Vậy Hego của mình chỉ có nhiệm vụ trấn giữ trong thành thôi chứ không có làm gì hết. Mất 80% tốc độ tấn công. Mở bên trái thì 20 mana mình chưa cần cho lắm. Này nghiên cứu lâu quá ta. Vẫn ổn, chưa sao. Mình sẽ đi đâu, đi vô lò gàng. Nâng lá nào, nâng lá phép này. Nó sẽ tốn 10 mana, nhưng mà nó lên được một sao. Nó gây gấp đôi đam lên những cái quân địch mà bị debuff. Hiệu ứng sấm sét kéo dài được 3 quay, tăng thêm 1 mana. 8 tiền, 8 tiền thì làm luôn đi. Đây, đây, lấy cái cạc này ngon hơn. Mình có 17 tiền thôi. Quái đi kiểu này hơi cực nha, nó đi rất là nhiều hướng luôn á. Vậy sau này mình tập trung hết dàn quái lực vô đây. Khi nâng dòng cái máy xay thì nhớ người đặt vị trí này. Trụ này đánh vào mấy con quái mà không có giáp hiểu. Trụ phun vẫn là ngon hơn. 60% nhận một lời nguyền. Không biết được cái nào luôn á. Tăng giờ đâm máu 35% hay là tăng sát thương 25% vô mũi tên. Tôi nghĩ là đánh thẳng vào máu đi. Tại vì con nào cũng có máu, còn ba cái giáp kia thì hên xui lắm. Mình có được cái tháp này với cái tháp này. Không xài người ta bỏ phí. Bên trái luôn, bên phải luôn. 35 tiền. Gì đây? Cái trụ này của mình đánh vô mấy con giáp vàng rất là mạnh nha. Còn trụ này thì đánh vô mấy con máu xanh. Nói chung là cái này để phá siêu vàng đó. Vẫn ổn. Dòng nghĩa địa đi. Không không bỏ được cạn nào nhá. Cạn nào cũng xỉn mà bỏ đi. Mười lăm phép mình nhận được tí vàng. Hiện tại bài mình là không có lá nào xài được luôn. Rồi một đám mây ở đây thì nó kéo dài được bao quay. Cái đám mây này thì nó gây được tí đam thôi. Nhạc thì nghe cũng tạm ổn. Chủ này đến máu hiểu. Nhận 4 máu và một lời nguyền. Máu mình ở đâu? Máu đầy đủ. Thank you.
Nên đặt bên trái hay bên phải? Trái đi. Trái thì còn bám được ngô này. Ê, ê, đi từ từ bạn ơi. 20 mana hả? Mình đang full mana chẳng có gì làm. Đặt đây cho nó tản khu dân cư qua. Được. 16 tiền. Thiếu một tiền rồi. Cái đá này tồn tại một quay nữa là coi như nó tăng 50% sức mạnh luôn. Chưa kể cộng thêm ba cái hiệu ứng nhỏ nhỏ nữa. Đây, nghiên cứu hoàn thành. Mỗi cái mà cái trụ của mình thì sẽ tăng thêm 1% cái tốc độ tấn công như những trụ khác. Dưới đây ê ê ê ê bắt đầu thấy thiếu thốn đam rồi đó, phải được cộng tới rồi. Cái này mình bỏ tiền hoặc là nhận hai lời nguyền, bỏ tiền đi. Trừ hai mỗi quay. Âm tiền là sao ta? Con này nó ba lớp giáp mà đi di chuyển tốc độ cao nữa chứ. Mấy cái vòng tròn trên trụ là sao? À, nó sẽ lên cấp. Trụ này đã level 4 rồi. Sắp toàn rồi, sắp toàn. Mở ra cái vợ rồi. Cái lá này ngon, buộc phải lấy rồi. Cái lá này luôn. Hết tiền. Bye bye. Bây giờ kinh tế mình khó khăn lắm nha. Trời ơi, nó trâu. Nó trâu rồi xong rồi nó còn nhanh cái nè. Phải chia để chỉ mới được. Chứ dòng cục như thế này là to. Rồi to thiệt rồi. Ok, chúng ta end con game đây. Đến đây tiếp. Win hả? Một số cái thẻ bài của mình nó lên cấp. Cái card mới này được thêm vô vào cái bộ của Magia May là pháp sư đó. Mới xong chế độ dễ thôi. Level 3 thì mới unlock được nhân vật này. Thì chúng ta đâu có lựa chọn nào khác.
Thăng tầm hay là thăng đam? Nên nâng thêm một tí pháp sư. Đây làm chậm quân địch thì rất là ngon à. Nhưng mà phải hai quay rồi. Khôi phục một cạc trong nghĩa địa với giá 70 500. Này đây. Đi thử cái đường pháp sư rồi. Chúng ta có chủ phép. Mới vô dính đá là quyền là sao? Quay nữa thì mới xây cái đá này. Cái kiểu mở lốc này tôi nhớ lúc trước đã chơi một con game nào cũng dạng tower defense như thế này, đỡ mua chứ không phải là chơi. Trả 10 tiền để bỏ cái lá này. Từ chối không có gì. Không. Có tiền mua tiên cũng được. Rồi không có ra lá phép nào luôn. Khi mà phép nó giảm đi rồi. Ấy ở đây cũng có quái vô nữa hả? Có 23 tiền không vô shop được đâu, đi gàng thôi. Bớt được 2 tiền, 8 tiền gì xài đó này 4 lần thì nó mới ngon. Tiền méo rồi đó. Gây gấp đôi đam nhưng mà giảm tốc độ đi 25%. Gây đam gấp 3 lên địch bị mà hiệu ứng. Mình không có tiền nha. Ừ có rồi. Bên này một chủ hữu nón trời. Lâm vàng để lấy cái lá bài này. Thử anh lấy xong rồi tiền đâu mua. Ủa sao lá này không rẻ hơn ta? Nhận 5 tiền. Gấp đôi mana nhận được hay là hiệu ứng kéo dài hay một quay. 12 tiền để hồi 12 mana, mana thì mình chưa cần cho lắm. Bên này bắt đầu thủng rồi nè. Thủng được. Kể nó đi. Con này có ba dấu chấm trên đầu là gì? Bên này có thêm một chủ nữa. Tiền đâu mà nhẫn hoài. Đây, có lá này rồi. Thử cái lá mới nè. Đây thêm một chủ nữa đi. An toàn là bạn. Quái này đi nhanh quá.
mấy con đi nhanh thì nó chia cái đội thành ra, nên thành ra chia để chị nó cũng ổn lắm, không đến mức quá là thọt. Thằng chủ đi đây để cấu ghĩa trước, trong cái thời gian nó đi vô mình thiếu đâm phép nè, nên phá cái giáp vàng rất là lâu luôn, không có tiền nào cho nó, không đi đâu cho nó. Rồi quá thì to rồi. Không, không có tiền. Lựu đạn đó. Bên này chắc cũng to rồi. Ờ vừa được. Như quay mình win đang 10 quay hả? Tiền này nó hạn chế quá. Thiếu đâm phép, cái trụ này thì vẫn có một ít phép. Mấy trụ level 5 như này. Đi gèn thôi. Gèn lá này ngon hơn, nó thêm tí tiền. Đó, mình có lá này. Chiêu quân ra cho nó đều đều lên. Vô phương rồi, bỏ luôn cái cánh bên đây thôi. Kiếm một trụ phép nữa mới được, giờ bắn mấy con này nó không thấm nổi. Phá được lớp giáp của nó thì cũng đỡ đó. Win này, mình lên được level 3. Mấy cái Hego này của mình thì mấy cái mà Hego mình dọn đầu tiên á, khi mà lên cấp thì nó mở được thêm cái một số lá bài mới. Ha, tiếng cái con này thì chút nữa đi. Thanh niên này làm kinh tế hơi bị kinh nè. Cái này dạng rồi không có một cái trụ luôn. Cộng 50 mỗi quay. Cái này nó lên nó gần gấp rưỡi. Nâng hết. Ok. Hai trụ này là khác nhau ta. Trụ này trụ phép. Thank you.
Đi thẳng như như thế này thì đỡ kiểu méo gì được. Bắt buộc phải mở ô này ra xây thêm trụ. Này 37 đồng. Với mấy quầy đầu mà thấy toàn đúng toàn rồi. Shopping hơi bị quá tay rồi nha. Cái lá này ngon phết đấy chứ. Gây đam lan 50%. Mình không có tiền đâu. Hết mana luôn rồi. Dùng tiền đổi mana, dùng mana lấy tiền. Anh làm tiền lấy lá này cũng được. Tiền nhiều quá. Phải 10 mana nó mới chơi được. Trâu quá ta. Ok. Nâng hết luôn. Ơi, tiền. Tiền. Tiền nhiều quá xong rồi không xây trụ được. Phép để cho nó đi xa hơn tí nữa. Vui một cạc thì rẻ hơn hay là nâng cấp một cạc rẻ hơn? Mua đi. Tôi vẫn tin vào số lượng hơn là mấy cái nhân phẩm kìa. Đi quá nhanh này. Ở đây có ba trụ chịu không nổi rồi. Tốn mà nào quá không được. Lá này 2 sao nè. Không kịp rồi. Rồi toang luôn rồi.
một máu. Mỗi quay thì tăng được một máu tối đa. Không đủ mana luôn. Chống cái lời thua đó. Ok, dù đã thua nhưng mà chúng ta có thêm thanh niên này công nghệ với thanh niên ma pháp. Nhìn nó màu thôi. Nên level 6 coi thử coi sao. Tiền. Rồi biết rồi, nói hoài không có chủ nào hết. Bắn nó. Chủ không bắn hả? À? Mình 8 mana để nâng cấp. Cái này hay sao đương nhiên phải mua rồi. Hết mana rồi anh em ơi. Ủa giờ không được nữa, xây lộn rồi. Giờ sống cả hai bên luôn. 30 tiền gấp đánh hai càng. 36. Một mình anh gánh tay luôn á chủ ơi. Mình sẽ tập trung nâng hết vào cái trụ này. Qua đêm luôn. Chậm 21 tiền. Lấy 5 tiền đi. Không đủ mana. Bình đó canon không không được. To rồi. Cánh mình yếu quá. Mà mình không có chủ nào hết. Thôi liền 30 vàng hồi 12 máu cũng được. Thiếu một tiền nữa ta. Nhưng mà nó có màu đỏ là sao? Bên này nó yếu gì vậy? Dân cư thưa thớt quá. Cái lá này giúp cái vòng tròn đỏ nó bị gì?
Rồi. Quân địch thì không bị lầm chậm. Update, update. Không có bui đâu. Thiếu tí tiền. 22 nhận 69 là gói đồ khoảng 3 lần. Cái này gói 2 lần. Chủ này đáng lẽ phải gánh tem chứ sao thấy hiu hiu vậy đó. Lên luôn. Coi thứ ăn sao. Lên xong hết sạch tiền. Trụ này không có một sao rồi luôn á, nên xây nó ra khá là phí luôn. Rồi toàn gói thanh niên này gánh tay muốn nói à. Toàn bài cùi không ạ? Tập trung về cánh tả của mình đi. Địch có lớp siêu nhưng mà phá nó bằng một hit nên đánh nhanh thì không sao. Chung đánh đây đi. Cho bên này thủ nhẹ nhàng quá mà bên này cực khổ gì vậy? Giữ chân nó lại. Mình không có mana để xài được bá đó. 39 tiền lận. Giờ mới xài quá muộn rồi. Đây đây đây, mở được cái trụ. Khi mà mình bắt đầu trận thì có được cái trụ này luôn. Ngon. Lại tôi cay cú nha. Đó, đầu trận vô mình phải có cái trụ như thế chứ. Không bắn kịp, không đường nào bắn kịp nha. Sắp xếp như thế này khác gì quay đầu phải bắt buộc phải bắn máu đâu. Mới quay đầu là không có đường nào thủ được chứ.
Đấy, cái lá này còn mana nữa. Chiến thuật sai lầm quá. Chiến thuật quá sai lầm luôn. Ủa, đặt lên đây sẽ có thêm cái hiệu ứng bonus khác nhau. Sống ghi. Đúng là nó có đánh nhanh hơn tí. Trừ đam, trừ đam, giảm đam này nhưng mà tăng đam kia. Mở trái mở phải đây, mở bên nào tôi thấy cũng chết hết nhỉ. Rồi bên phải ít quá rồi, nó lại một đống bên trái luôn. Sai lầm quá. Một máu cho nó nhanh thua một tí để tôi ra chơi lại cái mới. Chủ này là chủ gì? Đánh chậm hơn tí mà cái nào nó cũng hơn vậy. Nắm là nắm nè. Bên này sao ổn không? Một máu đó anh ơi, một máu đó. Đủ đạn. Mười lăm, mười lăm, hai mươi lăm, bốn chục. Nếu đổi kiểu này lời được 5 tiền với 3 mana. Mà mình méo có cái gì luôn. Đi gàng hay đi mua bài gàng đi. Ơi, địch không có tiền khi bị giết chứ chết à.
Thôi. Đi mua thêm bài mới được. Mua thêm bài thì nó tăng tỷ lệ lên. Ôi, cứu vãn được không? Tiếc là không. Bên này thêm chủ nữa. Trời, nó chạy như tên lửa vậy. Tạm ổn, tạm ổn. Cái công nguyện là sao? Rút được hai cạc cũng ngon phết. -20%, khoan khoan, -20% của cái dòng thứ ba là không được, là chỉ lắp mấy cái vụ ngon ngon vô thôi. -30% của dòng sinh dương, nhưng mà cộng lại khá nhiều cái ngon. Sinh dương con này 6.7 là yếu nhất. Cộng 10, cộng 50, cộng 5, cộng 60. Gần phải đặt một trụ để cấu ghĩa trên này. Cái trụ này thì không hợp với cái tháp này. Này hợp hơn. Ok. Cái dòng 3 này nó rất là quan trọng luôn. Nên đúc cái dòng 3 trừ 20% thì nó không có lợi bằng mấy dòng kia cộng thêm một tí à. Nào cũng trừ dòng 3 chứ. À cái này cộng dòng 3 nè. La ve hả? Sót một đường thẳng, đánh tất cả các quân địch. Trụ bóng tối. Trụ bóng tối nhưng mà nó không gây, không có tốn tiền mana. Thôi hết tiền rồi.
Tôi muốn cái vụ phép này đặt qua đây. Giờ được không? Nó thiếu nhiều ép thì mình có thể dùng tiền mình nâng cái đó lên được. Chủ này level 3, level 2, level 2 sắp lên 3. Chủ này không có boost. Có boost thì sẽ đầu tư vô cái vụ này hơn. Chủ phát phép này cũng ngon đó nè. Lên luôn đi. Chủ này để rỉa máu. Ê, 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 ê. Bên phải để sống đó. Chấp nhận cái dính lời nguyền thôi. Mình đang thừa mana. Đám mây này tuôn sao hết rồi. Này vỡ rất là trâu nè. Hai con luôn hả? Ba con luôn. Đi ngựa ghèn thôi. Cái này nó đánh rất mạnh vào cái đâm vàng. Đâm xanh nó yếu. Đâm xanh nó yếu đi cộng với đâm xanh nữa. Xanh lá với vàng. Trừ đâm xanh dương cũng được. Đây, chỗ này đúng ngon nhất cho nó này nè. Cộng tốc đánh mà giảm hai cái đâm kia. Hai cái đâm kia nó rất là yếu. Không sao. Nhưng mà chỗ này thì đám mây thấy ngon hơn mấy cây nấm á. Đây là cái đám mây. Được, đám mây được. 18 mana nâng một chủ. Nâng này luôn. Này còn hai dao, ok không sao. Bên này tí nữa thêm trụ nữa cho nó chắc. Bên trái thì có thể an tâm hơn tí à. Game này hơi mất cân bằng nha. Mới nói bên trái an tâm hơn bây giờ bên trái nó hụt lại nhận lời nguyền. Đặt ở đây thì nó không ngon cho mấy. Chủ này nó chỉ mạnh cái vòng giữa thôi. Rồi đơn giản vậy thôi. Nó không tăng vào cái vòng giữa của mình. Chỉ tăng hai cái dòng cuối thôi.
này ngã ba tí nữa tập trung quân ở đó. Nhấn sao? Có thể thủ được. Giờ sao là quay cuối rồi. Ok, vẫn thủ được. Quay cuối thì giờ mình này đi. Hai lá là nguyên luôn rồi. Đấy. Trời chứ ngủ rồi. Canon không ba chủ. Ổn rồi. Rồi thôi luôn rồi. Đều vào 4 rồi. Đều vào 5 rồi. Đây. Lại. Cái dòng giữa mình là 6, dòng vàng là 6, cộng cái này cũng được. Sao đi vô như trốn con người vậy? Mất 6 máu nữa chứ. Đấy chết rồi. Lên shopping. Năm con được cái lá cầu nguyện. Hết tiền.
Cái lá cầu nguyện nó cũng khá là ngon á. Mana. Không đủ xài lá nào luôn. Đúng là nhân phẩm. Cà nông đặt trên núi thì nó đúng ngon. Ok. Kiến thức mới vừa được tiếp thu. Bên này có thể sống. Sắp tiền. Hết mana. Cái nông đặt trên núi là nó cộng đúng hai cái dòng quan trọng luôn. Là cái dòng chính giữa, dòng 7 điểm vàng nè. Chị sao tự nhiên mà nó nhanh quá vậy? Thua luôn kìa. Chưa chưa chưa, gần thua chứ không phải thua. Làm 2 mana lận. Sáu máu à. Đây đây đây, tiền của mình đây. Mẹ đi xa hơn thích. Đúng rồi. Tiền nhiều quá mà chả làm được gì đâu.
Đuôi 21, 25. Tổ mana không luôn. Nhân phẩm cái gì vậy? Giờ còn nâng ba cái này nữa. Quay sau quay cuối tiêu rồi. 15 mana được 10 tiền. Bên phải lia nhanh quá ta. Quả trầu rồi. Rồi thủ được, yên tâm nhẹ nhàng, win rồi, win rồi. Level 5 luôn. Chưa lên được level 6 để mở cái em xạ thủ cho. Rồi ok, lần tới thì tôi sẽ thử phá đỡ cái mức ha, anh lóc nhân vật level 6 này. Hiện tại thì game cũng tương đối cơ bản. Thẻ bài thì tôi mới chắc chỉ trải nghiệm được một phần đầu của nó thôi, chưa có nhiều. Rồi ok, hello, bye bye anh em.